Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 đối mặt với những yếu tố bất lợi, nhưng Tổng Công ty Phát điện 2 EVN Genco 2 đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giao và thực hiện đạt tất cả các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch đề ra. Tổng số ước nộp ngân sách nhà nước trong năm 2023 của toàn tổng công ty là 2.079 tỷ đồng, trong đó nộp ngân sách cho thành phố Cần Thơ là 442 tỷ đồng. Tổng sản lượng điện sản xuất của toàn tổng công ty trong năm nay ước thực hiện được hơn 16 tỷ kWh, đóng góp được khoảng 14% trong tổng sản lượng điện sản xuất của tập đoàn và các Genco. Trong năm, EVN Genco 2 còn đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng nhiều dự án, công trình nguồn điện, tích cực đàm phán hợp đồng mua khí lô B đối với dự án chuyển đổi nhiên liệu nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1 và chủ động làm việc với các đối tác nghiên cứu phương án cấp khí hóa lỏng cho các tổ máy phát điện tại công ty nhiệt điện Cần Thơ trong thời gian chờ khí lô B. EVN Genco 2 tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng qua nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng. Trong đó, riêng tại thành phố Cần Thơ, EVN Genco 2 đã ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội khoảng 310 triệu đồng. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 sáng nay, nhiều tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác năm 2023 của EVN Genco 2 đã được tuyên dương, khen thưởng.